Cappuccino hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng gọi là bà là cây, bà là đứng của Philips. Model đó là GC576. Cái dòng này là bà là đứng của Philips, đây là một dòng cao cấp. Và dòng này có ngoại thất là màu vàng kim tuyến, cực kỳ sang trọng. Dòng máy này có công suất của nó là 2200W, từ 1840W đến 2200W, tùy theo từng chế độ. Và đây là cái núm điều khiển chế độ của nó. Thì đây là cái tay cầm của bà là. Thì các bạn có thể thấy núm. Mình có thể chỉnh to nhỏ hoặc là chỉnh to nhỏ tốc độ xả hơi ở trên cái tay cầm là này luôn. Và cái dòng bà là này thì có bình chứa của nó là 1,8 lít. Các bạn đổ nước thì vặn cái nút này ra và sau đó thì lại đóng nút lại và cho vào bình chứa đặt ở sau nhé. Cái dòng bà là này nó có cả cái núm xả cặn, có nghĩa là khi mà mình dùng nhiều đấy thì thường cái cặn đá vôi nó sẽ đọng ở dưới, thì các bạn xả thỉnh thoảng xả cái núm xả cặn này đi. Thì chỉ có các dòng bà là cây, bà là đứng loại cao cấp thì nó mới có dòng xả cặn. Dòng bà là này có nhựa chống dính Smart Foul và chiều dài của dây điện là 187 cm. Dòng bà là này thì hãng Philips đã cho chúng ta cái công nghệ đó là tự ngắt, tự chuyển bà là về chế độ chờ. Khi mà cái lượng nước ở trong bình nó bị cạn thì là bà là nó sẽ chuyển về chế độ chờ để tránh xảy ra những cái trường hợp là bị cháy bà là. Đây là cái núm điều chỉnh 1, 2, 3, 4, 5, có 5 tốc độ. Đây là tắt này. Đây là xả hơi này và đây là tốc độ 1, 2, 3. Thì đây là tốc độ to nhất. Trên này có cả một cái gọi là, như các bạn nhìn thấy đây là cái biểu tượng mở khóa và là khóa. Thì cái chỗ này tác dụng của nó là để mình treo quần áo vào đây. Đây mình sẽ hướng ví dụ cho các bạn luôn. Mình treo quần áo vào đây. Xong thì khi là thì nó sẽ di chuyển, thì các bạn xoay này là khóa lại, khóa quần áo lại. Đó. Đây là mình khóa quần áo lại. Còn khi nào mà muốn mở ra thì lại lấy cái này ra. Và khi mình là xong mình bỏ quần áo ra. Dòng bà là GC576 này. Đây là một dòng bà là cao cấp của Philips. Và đi kèm cho nó là một cái phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành. Đây là phiếu bảo hành đi kèm theo sản phẩm của máy nhé. Có số phiếu này, có tổng đài chăm sóc khách hàng này. Cái thẻ bảo hành này là bảo hành 2 năm toàn cầu nhé. Từ cái ngày mà mình kích hoạt ấy, các bạn kích hoạt thì vui lòng mà liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng thì sẽ được kích hoạt bảo hành cái sản phẩm này và được bảo hành toàn cầu. Có nghĩa là bạn mua ở Việt Nam, bạn sang Trung Quốc hoặc là sang Nga hay sang Anh, mình đều được bảo hành của tổng đài của Philips nhé. Và đằng sau này là các cái lưu ý điều khoản bảo hành. Đi kèm theo máy thì là có một cái găng tay và một cái đầu ủi ly, có nghĩa là cái đầu ủi này mình có thể thay thế vào đây. Đây, mình có thể thay thế vào đây. Cái đầu ủi này mình có thể thay thế vào đây nhé. Đây là video điện máy Vũ Khang giới thiệu dòng sản phẩm bà là cây của Philips, model là GC576. Các bạn có nhu cầu mua hàng hay là thắc mắc hay là cần tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ đến số hotline 0972846789 hoặc 058 53 88 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm.